anh cảm ơn. Quý vị cho anh thơ 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 thơ. Nhạc Việt nhạc Pháp thì không được anh ơi. Làm nghệ sĩ là giọng vậy. Này là khiêu vũ trường Quốc Thái và còn ở đường Garden Go gốc Rock Hurt cái quê bà con thì mỗi chơi mỗi ngày bà con có nhiều ca sĩ đã tới ca sĩ nổi tiếng tới lắm bà con. Ca sĩ Hương Lan thì mới về rồi, bây giờ tới anh Follow thì ca sĩ này nổi tiếng Nam Cali, nổi tiếng thế giới bà con. Thì ngày ở vũ trường khiêu vũ trường Quốc Thái ở trong QT Golden Market Play bà con. Bà con muốn nghe ca nhạc miễn phí thì cứ lại đây nha bà con. À, quan tâm miễn phí nha bà con. Như một bông hồng nên tôi không sao yêu đương. Ôi đôi môi cười những cánh hoa. Hoàn toàn miễn phí á bà con, ở vũ trường Quốc Thái bà con, ở đường Rock Hurt. Chúc anh chúng ta tất cả mọi sự may mắn, hay quá, và sức khỏe. Ca sĩ nổi tiếng á bà con, anh cảm ơn anh Paul Tuấn rất nhiều và hy vọng rằng là sẽ còn gặp lại anh nhiều nhiều hơn nữa. Anh về Việt Nam vui vẻ ha, rồi một ngày nào đó chắc chắn là sẽ có một show nhạc của anh ở tại nơi này. Yeah. Sẽ sẵn sàng là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ok. Vũ trường Quốc Thái bà con coi nghe, coi nghe nhạc qua tầm miễn phí bà con. À, mỗi ngày đều có chương trình đặc biệt hết nè, ca sĩ nổi tiếng Tri Hương Lan cũng mới về bà con. Thì vũ trường mình cứ lại đi chơi là mình qua tầm miễn phí bà con, không có tính đồng bạc nào hết. Mà ca sĩ nổi tiếng hát không bà con, ở trên đường Garden Go Rock Hurt, trên đường Garden Go Rock Hurt and Go Garden Go hay lắm bà con. Thì, bà con nào mà muốn muốn nghe nhạc á thì nhạc, nghe nhạc á
có mỗi nghĩa... lần chương trình chúng tôi tổ chức có một sự xuất hiện của những người ca sĩ chuyên nghiệp, những người già, nghệ sĩ cải lương, ca sĩ rảnh khi không có show, khi mà những người già rảnh rỗi thì rất là nổi tiếng đó bà con. Muốn nghe nhạc miễn phí thì cứ vô đây nha bà con. Mà ca sĩ hay không bà con, không xem không có thường. Ca sĩ hoàn toàn ca sĩ hay. À, ca sĩ em follow rất nổi tiếng của người Việt, của Việt Nam mình đó bà con. Thì chị Hưng Lan cũng mới về rồi. Thì cuối có dân cột nhạc thì cứ hai tuần có lần nha bà con. Hoàn toàn miễn phí đó bà con, là muốn tham dự thì cứ lại đây nha bà con. Trên đường Grand Go góc ở giữa Block Khogan này cái quê. À, rất là hay nha bà con. À, có buôn bán vô trung tâm mua sắm, mua ra nhiều tất cả nhiều buôn bán nhiều thứ lắm bà con. À, vô chợ vô này tất cả nhiều thứ, đặc biệt là đối diện sân khấu á, có cái tiệm mấy chị kia chị bán quần áo á, đầy đủ đồ kiểu đủ hết, mình muốn gì cũng có nha bà con, bán giá rất là rẻ.